Okinawa là một trong những nơi có những người sống lâu và khỏe mạnh nhất thế giới. Tuổi thọ đáng kinh ngạc của người dân Okinawa đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu đi tìm nguyên nhân, tham khảo lối sống và chế độ ăn uống giúp làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. 1. Chế độ ăn Okinawa giúp tăng tuổi thọ và khỏe mạnh hơn. Okinawa là quần đảo nằm ngoài khơi Nhật Bản và thuộc một trong năm khu vực toàn cầu được gọi là vùng xanh. Những người sống trong năm vùng xanh này trên khắp thế giới được phát hiện là có tuổi thọ dài hơn đáng kể so với phần còn lại của dân số thế giới và tuổi thọ trung bình trên toàn thế giới. Mặc dù có thể có các yếu tố di truyền và môi trường ảnh hưởng đến tuổi thọ đặc biệt cao của người dân Okinawa, nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng các yếu tố lối sống, bao gồm chế độ ăn uống truyền thống Okinawa, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, giúp họ sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Số liệu trên tạp chí của Trường Cao đẳng Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho thấy, cư dân Okinawa có tuổi thọ trung bình cao, số lượng người sống trên 100 tuổi cao và nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác thấp. Phần lớn lợi thế về tuổi thọ ở Okinawa được cho là liên quan đến lối sống lành mạnh, đặc biệt là chế độ ăn uống truyền thống. Chế độ ăn này ít calo nhưng giàu dinh dưỡng, đặc biệt là liên quan đến chất dinh dưỡng thực vật dưới dạng chất chống oxy hóa và flavonoid như giảm thịt, ngũ cốc tinh chế, chất béo bão hòa, đường, muối và các sản phẩm sữa đầy đủ chất béo. So sánh về thành phần dinh dưỡng, các đặc điểm như hàm lượng chất béo bão hòa thấp, lượng chất chống oxy hóa cao và lượng đường huyết thấp trong các chế độ ăn này có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, một số bệnh ung thư và các bệnh mãn tính khác thông qua nhiều cơ chế, bao gồm cả việc giảm căng thẳng oxy hóa. Các phân tích sâu hơn về các thành phần riêng lẻ trong chế độ ăn uống của người Okinawa cho thấy nhiều loại thực phẩm truyền thống, thảo mộc hoặc gia vị được tiêu thụ thường xuyên. Theo tiến sĩ Luya Petre, chuyên gia quản lý cân nặng và trợ lý giáo sư lâm sàng về tim mạch tại trường y khoa Mount Sinai ở New York, có nhiều yếu tố giải thích cho tuổi thọ dài này, nhưng điều quan trọng là chế độ ăn uống đặc biệt lành mạnh của họ. Nhiều người dân Okinawa cũng ăn khẩu phần vừa phải trong bữa ăn và coi thực phẩm như một nguồn thuốc. 2. Một số loại thực phẩm phổ biến trong chế độ ăn Okinawa. Chế độ ăn Okinawa tập trung vào phương pháp ăn uống cân bằng và giàu chất dinh dưỡng. Các bữa ăn truyền thống của Okinawa được chế biến tối thiểu, tập trung vào thực phẩm nguyên chất, tự nhiên. Người dân Okinawa có xu hướng chỉ thưởng thức đồ ngọt vào những dịp đặc biệt. Ngoài ra, nhiều món ăn của họ được hấp hoặc xào nhanh nên không có nhiều chất béo. Hầu hết chất béo họ tiêu thụ đều từ nguồn cá dầu omega 3. Một số loại thực phẩm phổ biến trong chế độ ăn Okinawa bao gồm: khoai lang là một loại thực phẩm chủ yếu trong chế độ ăn của người Okinawa. Khoai lang rất giàu carbohydrate phức hợp, chất xơ và nhiều chất dinh dưỡng khác nhau. Rau, người dân Okinawa tiêu thụ nhiều loại rau nhiều màu sắc, bao gồm rau lá xanh, cà rốt, củ cải và các sản phẩm khác trồng tại địa phương. Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành, đậu phụ, miso và các sản phẩm làm từ đậu nành khác cung cấp protein từ thực vật và là thành phần chính trong chế độ ăn uống của người Okinawa. Rong biển là nguyên liệu phổ biến trong ẩm thực Okinawa, cung cấp các khoáng chất và vitamin thiết yếu. Các loại đậu, đặc biệt là đậu nành, là nguồn cung cấp protein dồi dào và thường được tiêu thụ dưới dạng đậu nành lên men. Cá, người dân Okinawa truyền thống chủ yếu ăn cá cung cấp axit béo omega 3 và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Thịt nạc, một lượng nhỏ thịt nạc như thịt lợn, được tiêu thụ ở mức độ vừa phải. Ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt và các loại ngũ cốc nguyên hạt khác được ưa chuộng hơn ngũ cốc tinh chế trong chế độ ăn của người Okinawa. Trái cây, người dân Okinawa thích ăn nhiều loại trái cây như trái cây họ cam quýt, đu đủ và dứa cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa. Trà xanh là đồ uống phổ biến ở Okinawa, được biết đến với đặc tính tăng cường sức khỏe. Các loại thảo mộc và gia vị, ẩm thực Okinawa kết hợp nhiều loại thảo mộc và gia vị khác nhau như nghệ. 3. Các thực phẩm hạn chế trong chế độ ăn Okinawa. Chế độ ăn truyền thống của người Okinawa thường hạn chế một số món ăn kém lành mạnh không tốt cho sức khỏe. Dưới đây là một số thực phẩm có thể được tiêu thụ ở mức độ vừa phải hoặc tránh trong chế độ ăn Okinawa. Thực phẩm đã qua chế biến, các loại thực phẩm đã qua chế biến và tinh chế cao như đồ ăn nhẹ có đường, thức ăn nhanh và bữa ăn đóng gói sẵn thường được tránh. Đường bổ sung, thực phẩm và đồ uống có nhiều đường bổ sung bị hạn chế trong chế độ ăn Okinawa.
chất béo bão hòa, họ chỉ tiêu thụ một lượng nhỏ thịt nạc, đặc biệt là thịt lợn, hạn chế thực phẩm chiên và béo. Thịt đỏ, việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ thường không được khuyến khích. Sản phẩm từ sữa, ẩm thực truyền thống của Okinawa không tập trung vào các sản phẩm từ sữa nên lượng tiêu thụ của chúng thường bị hạn chế. Ngũ cốc tinh chế, chế độ ăn kiêng Okinawa ưu tiên lựa chọn ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt thay vì ngũ cốc tinh chế như gạo trắng. Rượu, người dân Okinawa có thể uống một lượng rượu vừa phải, đặc biệt là dưới dạng đồ uống địa phương như Awamori nhưng hạn chế việc uống quá nhiều. Chế độ ăn Okinawa không phải là một phương pháp kỳ diệu nhưng rõ ràng thói quen ăn uống này có tác động tích cực đến sức khỏe. Để có sức khỏe tốt và cuộc sống chất lượng khi về già, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên chúng ta nên chú ý thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh hơn. Nên ăn nhiều loại trái cây và rau quả, đặc biệt là các loại trái cây và rau quả màu cam và vàng chứa rất nhiều carotenoid. Những chất dinh dưỡng này giúp giảm viêm, đồng thời có thể cải thiện chức năng miễn dịch, là những yếu tố quan trọng để giữ sức khỏe khi chúng ta già đi. Lưu ý chọn những sản phẩm tươi ngon, đúng mùa và chế biến tối thiểu để tránh hao hụt chất dinh dưỡng. Nội dung khác: phụ nữ nên ăn nhiều protein thực vật để làm chậm quá trình lão hóa. Có nhiều nguồn thực phẩm chứa protein, bao gồm cả động vật và thực vật. Tuy nhiên, ăn nhiều protein thực vật hơn có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện sức khỏe ở phụ nữ. 1. Vai trò của protein trong cơ thể. Được tạo thành từ các chuỗi axit amin, protein đóng vai trò trong hầu hết mọi quá trình của cơ thể, từ xây dựng và sửa chữa các mô đến thúc đẩy trao đổi chất và điều chỉnh nhiều phản ứng sinh hóa của cơ thể. Protein không chỉ hỗ trợ cơ bắp mà nó rất cần thiết cho sức khỏe của xương, các cơ quan, mô, da và tóc. Nó còn đóng một vai trò quan trọng đối với cảm giác no, căng thẳng, tâm trạng, giải độc, sản xuất enzyme, cân bằng pH và chất lỏng cũng như sức khỏe nội tiết tố và hệ miễn dịch. Nếu cơ thể không được cung cấp đủ protein sẽ xảy ra quá trình mất cơ, làm cơ teo lại hoặc yếu đi. Thiếu protein cũng sẽ dẫn đến ức chế việc hình thành kháng thể, làm giảm khả năng tiêu diệt vi khuẩn, virus có hại. Vì protein không thể thiếu đối với chức năng của mọi tế bào trong cơ thể nên điều quan trọng là phải cung cấp đủ chất dinh dưỡng này thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. 2. Ăn nhiều protein thực vật giúp quá trình lão hóa khỏe mạnh hơn. Có nhiều nguồn thực phẩm chứa protein, bao gồm cả động vật và thực vật. Nhưng ăn nhiều protein thực vật hơn có thể giúp quá trình lão hóa khỏe mạnh hơn. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ, ăn nhiều protein từ thực vật có thể hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh, cải thiện tinh thần và mang lại những kết quả sức khỏe tích cực khác cho phụ nữ. Chỉ cần tăng 3% lượng protein từ thực vật có thể làm tăng 38% khả năng lão hóa khỏe mạnh hơn đối với phụ nữ trong nghiên cứu. Tác giả nghiên cứu Andres Nam Ardison Korak, một nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng Con người Jin Mayer USDA về lão hóa tại Đại học Tớp cho biết, điểm mấu chốt trong nghiên cứu là lượng protein trong chế độ ăn uống, đặc biệt là protein thực vật ở tuổi trung niên đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh và duy trì tình trạng sức khỏe tích cực. Đối với người lớn tuổi, protein là một chất dinh dưỡng quan trọng có liên quan đến sức khỏe cơ bắp, khả năng vận động thể chất và sức khỏe xương. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã xem xét liệu lượng protein nạp vào ở tuổi trung niên có ảnh hưởng đến quá trình lão hóa khỏe mạnh hay không và nếu có thì loại protein nào có tác dụng lớn nhất. Để tìm hiểu thêm, các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ 48.762 phụ nữ tham gia vào một nghiên cứu sức khỏe dài hạn, tất cả đều dưới 60 tuổi khi việc thu thập dữ liệu bắt đầu vào những năm 1980. Một bảng câu hỏi về tần suất thực phẩm đã được sử dụng để xác định tổng lượng protein, protein động vật, protein sữa và protein thực vật mà người tham gia tiêu thụ. Từ đó, các nhà nghiên cứu định nghĩa sự lão hóa khỏe mạnh là có sức khỏe tinh thần tốt và không mắc các bệnh mãn tính nghiêm trọng, ung thư, đái tháo đường type 2, tim mạch và suy thận, hoặc suy giảm chức năng nhận thức hoặc thể chất. Kết quả nghiên cứu cho thấy 7,6% người tham gia đáp ứng tiêu chí lão hóa khỏe mạnh. Lượng protein hấp thụ nhiều hơn có liên quan đến tỷ lệ lão hóa khỏe mạnh tốt hơn. Cụ thể, cứ tăng 3% lượng protein từ thực vật, cơ hội của những người tham gia thuộc nhóm lão hóa khỏe mạnh tăng 38%. Tuy nhiên, ăn nhiều protein từ thực vật không có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn protein có nguồn gốc động vật.
Nghiên cứu trên không xem xét cụ thể chế độ ăn không có động vật mà đánh giá mối liên hệ giữa protein tổng số và protein động vật và thực vật với quá trình lão hóa khỏe mạnh, và hầu hết những người tham gia đều tiêu thụ kết hợp cả hai. 3. Một số nguồn protein thực vật tốt cho sức khỏe. Mặc dù protein thực vật được coi là protein không đầy đủ bởi nó thiếu một hoặc nhiều axit amin thiết yếu, nhưng lượng axit amin này có thể bổ sung thêm bằng cách kết hợp các loại thực vật với nhau. Protein từ thực vật là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ và chất chống oxy hóa có thể cải thiện sức khỏe tổng thể. Chúng cũng có hàm lượng chất béo thấp, ít cholesterol, tốt cho tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Ví dụ, các loại đậu là nguồn cung cấp protein thực vật dồi dào và cũng có nhiều chất xơ hòa tan có lợi cho sức khỏe tim mạch và tiêu hóa. Đậu nành chứa phytoestrogen và chất chống oxy hóa có thể bảo vệ xương và giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Các loại hạt rất giàu chất béo lành mạnh có lợi cho sức khỏe tim mạch. Để tăng lượng protein thực vật, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên mọi người nên ăn nhiều đậu hơn, đậu xanh, đậu lăng, đậu đen và đậu nành. Tăng cường ăn ngũ cốc nguyên hạt, quinoa, gạo lứt và yến mạch. Thêm hạt và quả hạch vào các món ăn, hạt chia, hạnh nhân, quả óc chó. Sử dụng các loại rau giàu protein, rau bina, bông cải xanh. Uống sữa thực vật, sữa đậu nành, sữa hạnh nhân. Dưới đây là một số nguồn protein thực vật tốt và hàm lượng protein trong mỗi khẩu phần. Đậu xanh, mỗi cốc đậu xanh nấu chín cung cấp khoảng 14,5g protein. Đậu phụ, nửa cốc đậu phụ cung cấp khoảng 10g protein. Đậu lăng, nửa cốc đậu lăng nấu chín cung cấp khoảng 9g protein. Quinoa, một cốc quinoa nấu chín chứa khoảng 8g protein. Hạt chia, hai thìa hạt chia cung cấp khoảng 4g protein. Hạnh nhân, 1/4 cốc hạnh nhân cung cấp gần 7,5g protein. Tảo xoắn, hai thìa tảo xoắn cung cấp khoảng 8g protein. Nội dung khác. 5 thực phẩm lành mạnh kích thích sản xuất collagen ngừa lão hóa da. Việc sản xuất collagen của cơ thể rất quan trọng để duy trì làn da trẻ trung, khỏe mạnh. Có thể cải thiện việc sản xuất collagen bằng cách tiêu thụ một số loại thực phẩm. Collagen là loại protein phổ biến nhất được tìm thấy trong cơ thể. Nó hiện diện trong gân, mỡ và dây chằng cùng những nơi khác. Nó giúp các bộ phận của cơ thể chúng ta khớp với nhau và rất quan trọng đối với sức mạnh của cấu trúc xương. Khi mức độ collagen khỏe mạnh, các tế bào chứa collagen sẽ có vẻ ngoài khỏe mạnh và trẻ trung. Elastin là một loại protein khác trong cơ thể. Elastin được tìm thấy ở những nơi trong cơ thể co lại, chẳng hạn như động mạch và phổi. Điều này là do đặc tính nổi bật của elastin, khả năng co lại đúng vị trí và duy trì hình dạng ban đầu. Elastin và collagen đều là những protein được tìm thấy trong da. Chúng phối hợp với nhau để mang lại kết cấu và hình dạng cho làn da. Làn da có hàm lượng collagen và đàn hồi khỏe mạnh, trẻ trung hơn. Điều thú vị về collagen là việc kích thích sự phát triển của nó sẽ gây ra hiệu ứng domino. Càng có nhiều collagen thì cơ thể càng có khả năng sản xuất và duy trì nhiều hơn. Dưới đây là những thực phẩm có thể hỗ trợ kích thích, tăng cường sản xuất collagen của cơ thể một cách tự nhiên. 1. Thực phẩm giúp tăng cường sản xuất collagen tốt cho làn da. Nha đam, lô hội. Nha đam từ lâu đã được sử dụng để chữa lành và làm dịu vết thương nhờ nha đam làm tăng sản xuất collagen khi bôi tại chỗ hoặc thậm chí dùng đường uống. Đặc tính kích thích tăng trưởng tế bào này có thể giúp tăng cường sản xuất collagen trong da. Có thể được bôi trực tiếp lên da ở dạng nguyên chất hoặc ở dạng nhiều sản phẩm có chứa nha đam. Ít nhất một nghiên cứu gợi ý rằng việc uống bổ sung nha đam sẽ cải thiện chất lượng da. Một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên tạp chí Da Liễu cho thấy nha đam liều thấp làm tăng hàm lượng collagen ở lớp hạ bì của da, lớp giữa. Nghiên cứu cho thấy rằng uống 40 microgram nha đam hàng ngày giúp tăng cường chức năng hàng rào bảo vệ da, độ ẩm và độ đàn hồi. Thực phẩm giàu vitamin C. Vitamin C rất quan trọng cho quá trình tổng hợp axit hyaluronic. Axit hyaluronic được biết là có tác dụng đẩy nhanh thời gian phục hồi và giảm đau khớp. Nếu không có đủ lượng vitamin C, cơ thể sẽ không nhận được đầy đủ lợi ích từ thực phẩm có chứa axit hyaluronic. Một nghiên cứu cho thấy rằng axit hyaluronic có thể giúp tăng cường sản xuất collagen trong cơ thể con người. Axit hyaluronic được tìm thấy tự nhiên trong cơ thể nhưng nó giảm dần khi già đi.
Ăn thực phẩm giàu vitamin C và axit amin có thể làm tăng nồng độ axit hyaluronic và collagen trong cơ thể vì cả hai đều quan trọng đối với da. Các loại thực phẩm như cam, ớt đỏ, cải xoăn, bông cải xanh, súp lơ xanh và dâu tây đều giàu vitamin C. Nhân sâm được hấp thụ vào da mà không gây ra các phản ứng phụ, đồng thời giúp da giữ được hình dáng ban đầu. Nó cũng đã được tìm thấy để thúc đẩy sự phát triển của collagen. Các nghiên cứu đã chỉ ra khả năng bảo vệ da của nhân sâm chống lại tác hại của tia UVB từ mặt trời. Các chất chống oxy hóa được giải phóng vào máu khi bổ sung nhân sâm hoặc uống trà có chứa nhân sâm có thể bảo vệ các tế bào khỏe mạnh và góp phần làm sáng làn da. Rau mùi là một loại thảo mộc thường được gọi trong các công thức nấu ăn. Nó chứa vitamin C, có liên quan đến việc tăng cường sản xuất collagen. Rau mùi có chứa axit linoleic đã được nghiên cứu như một yếu tố chống lão hóa mạnh mẽ cho làn da của bạn. Axit linoleic chứa chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do trong máu, ngăn ngừa phá vỡ các tế bào da khỏe mạnh. Tảo, các thành phần thực vật biển ngày càng trở nên phổ biến như một phần của thói quen làm đẹp. Điều này là do hầu hết các tổn thương trên da là do quá trình oxy hóa, sự tiếp xúc của da với các yếu tố như ô nhiễm, có thể làm hỏng sự phát triển của tế bào. Tảo có thể ngăn chặn quá trình oxy hóa làm mất đi độ đàn hồi và collagen của làn da. Chiết xuất rong biển mang các yếu tố thúc đẩy collagen như đồng, kẽm và magie đến lớp biểu bì của chúng ta. Collagen làm tăng hai dấu hiệu của làn da trẻ trung, mật độ và độ đàn hồi. 2. Một số điều nên lưu ý để làn da luôn khỏe đẹp. Nếu đang cố gắng giúp làn da của mình trông trẻ hơn và khỏe mạnh hơn, hãy đảm bảo rằng không làm bỏng da dưới ánh nắng mặt trời. Hút thuốc cũng có thể khiến da bị lão hóa sớm. Khi đi ra ngoài trời nắng cần bảo vệ da bằng kem chống nắng là một cách để duy trì làn da sáng khỏe. Một số chất bổ sung collagen có tác dụng phụ. Những nguyên nhân phổ biến nhất là sản xuất quá nhiều canxi, phản ứng dị ứng và đau khớp. Nếu bị dị ứng với hải sản hoặc các sản phẩm thịt, hãy hết sức cẩn thận khi dùng bất kỳ loại thực phẩm bổ sung collagen nào. Mặc dù vẻ ngoài trẻ trung được đánh giá cao nhưng vẻ đẹp không chỉ ở bề ngoài. Làn da khỏe mạnh là một dấu hiệu tốt cho thấy phần còn lại của cơ thể. Không có cách nào để đảo ngược hoàn toàn các dấu hiệu lão hóa. Việc bảo vệ làn da khi còn khỏe mạnh sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc cố gắng sửa chữa sau này. Tăng cường collagen một cách tự nhiên không chỉ cải thiện vẻ ngoài mà còn góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể.